Earthquake tất nhiên là đồng đất lớn 6.4 độ Richter ở Albania Thưa quý vị Albania là ở đâu là ở Âu Châu Tức là nó cũng thuộc về gần cái vùng của Ý Quốc cũng như là Pháp và Greece Và tức là uh, Ai Cập tức là Hy Lạp thưa quý vị Greece là Hy Lạp Thì khoảng ít nhất ở đây cái tin cho biết là theo CNN là có 23 người đã bị giết trong cái cuộc động đất này Và còn nhiều người dĩ nhiên là, là mất tích Và hàng trăm người đã bị thương Trong một cái trận động đất Mà đã đánh vào cái lãnh thổ của Albania Vào hôm nay, tức là thứ ba Và cái trận động đất này có sơ khởi Người ta tính là nó ở cái độ là 6.4 Cái độ lớn đó Và đã đánh cái quốc gia ở Âu Châu này uh, Khoảng chừng 20 km Uh, cái giờ cái giờ của uh, địa phương và theo như cái uh, khảo sát của cái sở về địa chấn Hoa Kỳ cho biết đây là một cái cuộc uh, động đất lớn nhất ở Albania trong vòng 40 năm. Cái tâm điểm thưa quý vị là nó nằm ở cái thành phố cảng Durres khoảng 22 dặm từ uh, cách xa từ thủ đô Tirana những cái video chúng tôi thấy được trên các cái phương tiện về, về truyền thông đó thưa quý vị là khu vực này có nhiều cái binh đinh đã bị sụp đổ thưa quý vị đó trên màn ảnh quý vị thấy đó. Và thủ tướng của Albania là Edi Rama đã check lại và dĩ nhiên còn update con số mà chết thực sự là bao nhiêu một vài lần trong ngày hôm nay quý vị sẽ được check lại để chúng tôi cập nhật và hiện bây giờ thì tối thiểu có bốn bệnh nhân có bốn nạn nhân thưa quý vị là đã mất và theo cái người phát ngôn viên là Andrew Fuga đã nói với đài CNN hai người khác cũng bị mất ở Tuma một người thì là do đã lúc hoảng loạn đã nhảy từ cái lầu xuống thưa quý vị đôi khi người ta không ước tính được những cái tai họa như vậy đôi khi họ phải quyết định là nhanh nhậu nhanh quá đó đôi khi không có ước lượng được cái tầm mức cái nguy hiểm cho nên đã người này đã nhảy xuống và bị chết tại chỗ thì chúng ta cũng hiểu là những cái tai họa thì đôi khi nó cứ xảy đến hoài à, trong khoảng 45 người à, đã được cứu thoát từ những cái đống đổ gạch đổ đống đổ gạch và 650 người thì đã nhận được cái đang nhận được cái sự trợ giúp về y tế thì chúng ta cũng hiểu là động đất là ở thì chúng ta không thể biết được là nó xảy ra ở đâu Nhưng mà người ta đôi khi người ta nói đó là những cái cơn giận dữ của thượng đế có thể là bão tố hay là ngay cả tsunami thì đây nó cũng là một cái trường hợp mà trong những ngày tháng vừa rồi chúng tôi đã bàn luận nhiều là tại sao gần đây những cái tai họa thiên nhiên đó những cái mà theo người Hoa Kỳ họ hay nói là act of god tức là cái hành động này của thượng đế thì gần đây cái mức độ thường xuyên hơn xảy ra nhiều hơn cũng như cái cường độ thường là mạnh hơn chúng ta biết là có những cái trận lũ lụt hay là những cái tai họa mà lớn lao lắm gần đây nó xảy ra nhiều thì người ta cũng uh, nghiên cứu là để tìm xem là uh, như thế nào thì chúng ta cũng có thể quy lại những cái mục đích mà chúng tôi đã những lần trước cũng đã nói sơ qua là cái hiện tượng mà uh, kết quả của những cái năm tháng trước đây dĩ nhiên cái chuyện hôm nay không phải là xảy ra gần đây mà chúng ta phải trong nhiều năm tháng nhiều khi cả thập niên chúng ta đã sử dụng và không có bảo trì không có cẩn thận về cái môi trường những cái hiện tượng ấm nóng môi trường hay là biến đổi khí hậu mà nhất là gần đây tổng thống trump lại rút ra khỏi cái hiệp định về khí hậu năm của paris đó mà đã khiến cho cả toàn cầu đặc biệt là ông tổng thống macron của pháp đã nổi giận lắm nhưng mà ông Trump thì ông lại không hiểu sao ông lại cho là những cái đó là những cái ý, coi như là một cái không có thật mà nó là chỉ dùng để mà làm khó khăn cho Hoa Kỳ bởi vì Hoa Kỳ là cái nước mà một trong những nước sản xuất nhiều cho nên cái khí thải thì nó ra rất quá nhiều cho nên là khi mà bị hạn chế bởi cái hiệp ước về khí hậu đó về khí thải thì tự nhiên Hoa Kỳ có nhiều trở ngại vì thế ông ta ông muốn đẩy mạnh cái nền sản xuất uh, cho nên đã đã xảy ra uh, nhiều. Và khi 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 khí hậu nó bị nóng ấm lên nó kéo dần những cái phản ứng, chúng ta cũng hiểu về phản địa chất thì nó dễ làm cho có những cái cơn lũ lụt hoặc là ngược lại thì hạn hán hoặc là ngay cả núi lửa hay là ngay cả chúng ta thấy đây đồng đất vân vân. Đó là có lẽ là cái lý do mà uh, sâu xa.